trên một diễn đàn dành cho giáo viên mới đây đăng tải bức ảnh chụp bài văn miêu tả mẹ của học sinh tiểu học thu hút được sự chú ý của người đọc. Nội dung bài văn như sau. Trong mỗi gia đình đều có một người phụ nữ. Nhà tôi cũng vậy, đó là mẹ tôi. Mẹ tên Thủy, 44 tuổi và làm nghề giáo viên. Mẹ tôi có một thân hình khá là vừa vặn, không gầy cũng chẳng béo. Mái tóc của mẹ là tóc ngắn được lốn cong ở phần đuôi, tóc mẹ có một màu hạt dẻ vàng nâu. Đôi mắt của mẹ đen láy, long lanh và sáng như những ngôi sao trên trời. Bờ môi mẹ có màu hồng tím, lúc cười trông rất duyên. Bài văn tả mẹ thật như đếm khiến dân mạng thích thú. Ảnh, nhóm học văn. Mẹ sở hữu làn da trắng, trên mặt mẹ có những nếp nhăn, tàn nhang và một số chỗ có mụn. Tuy vậy, trong mẹ vẫn rất xinh. Mẹ tôi làm nghề giáo viên và cũng là hiệu phó của trường nên rất bận việc, hay mệt nữa nên tôi cũng rất thương mẹ. Khi chuẩn bị đi trường mẹ đều trang điểm cho cha đi lớp tàn nhang của mình, kèm theo đó là những bộ quần áo, váy màu tối. Nhiều tài khoản bình luận, bài văn còn sử dụng ngôn ngữ nói, đôi chỗ ngô nghê nhưng rất đáng khen vì em học sinh nghĩ sao viết vậy, viết rất thật. Em là người con biết quan tâm đến mẹ từ điều nhỏ nhất. Bài văn đang được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội.